gặp lại con trong bài tập ngày hôm nay và trong hành trình khám phá khu rừng bí ẩn thân bí của yoga cùng cô Nguyễn Hiếu hôm nay, thì cô và con sẽ chuẩn bị để đi vào một cái đường hầm hết sức là bí mật, tối tăm và chật hẹp. Và để đi vào được trong đường hầm đấy an toàn, vượt qua được mọi chướng ngại vật trong đường hầm, thì chúng ta cần phải luyện sao cho có đôi mắt thật sáng, thật khỏe và một cơ thể thật là mềm dẻo để chúng ta có thể luồn lách dễ dàng ở trong đường hầm con nhé. Bài tập đầu tiên cô và con sẽ cùng luyện tập để có đôi mắt sáng rực và chúng ta có thể nhìn thấy rõ mọi thứ ở trong đường hầm. Con hãy ngồi giống cô Nguyễn Hiếu, ngồi thẳng lưng, đan hai chân giống cô Nguyễn Hiếu. Đúng rồi, con hãy để giữ thẳng đầu cổ, mở thật to đôi mắt, mở thật to đôi mắt giống cô nào. Wow, mắt con thật là to. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng luyện để có đôi mắt thật là sáng như là đèn pin nhé con nhé. Và con sẽ nhìn thấy rất là rõ mọi thứ. Chúng ta bắt đầu nào. Với bài tập này, con sẽ hít thở đều cùng cô. Trước tiên, cô sẽ mời con ngước mắt nhìn lên trên, nhưng không chuyển động đầu nhé. Con chỉ ngước cái lòng mắt này, ngước mắt nhìn lên, đúng rồi. Nhìn xuống, nhìn lên, nhìn xuống, nhìn lên trên thật cao, nhìn xuống dưới thật thấp. Con nhớ hãy mở thật to đôi mắt và đừng chuyển động đầu nha, chỉ đảo mắt thôi. Nhìn lên trên, nhìn xuống dưới, nhìn lên trên thật cao, nhìn xuống dưới thật thấp. Lên nhanh nào, xuống, lên, xuống, lên, xuống, lên, xuống, lên, xuống, lên, xuống. Con đưa mắt về trung tâm, nhắm mắt lại, tốt lắm. Con tập mắt rất giỏi và bây giờ con hãy mở to mắt nào. Con liếc nhìn sang bên phải, chỉ liếc mắt thôi, đầu cổ giữ thẳng giống cô nào. Đảo lòng mắt sang bên phải, liếc sang trái, phải, trái, phải, trái, phải, trái. Mở to đôi mắt nha con. Phải, trái, 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 phải, trái. Và đưa mắt về trung tâm, nhắm mắt lại, thả lỏng cho mắt. Từ từ con mở to mắt ra. Chúng ta liếc nhìn lên trên phía bên phải thật cao, nhìn chéo xuống phía bên trái, nhìn lên, chéo xuống, chéo lên, xuống, chéo lên, xuống, chéo lên bên phải, xuống, chéo lên, xuống, lên, xuống, lên, xuống, lên, xuống, lên, xuống. Và con đưa mắt về trung tâm, nhắm mắt lại. Chúng ta nhìn ngược lại, nhìn chéo lên phía bên trái, thật cao lên trên, nhìn chéo xuống dưới phía bên phải, chéo lên trái, xuống phải, lên trái, xuống phải, chéo nhé con nhé, lên trái, xuống phải, lên trái, xuống phải, lên trái, xuống phải, lên trái, xuống phải, trái, phải, trái, phải. Và đưa mắt về trung tâm, nhắm mắt lại. Từ từ con mở to mắt nào, mở to mắt, ngước nhìn lên trên, 12 giờ, đảo tròn cái lòng mắt, 3 giờ, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9 và 12. Con đưa mắt về trung tâm và con nhìn theo chiều ngược lại, nhắm mắt lại. Từ từ mở to mắt ngước nhìn, 12, 9, 6, 3, 12, 9, 6, 3, 12, 9, 6, 3 và 12. Đưa mắt về trung tâm, nhắm mắt lại và bây giờ sẽ thư giãn cho đôi mắt. Con hãy nhắm mắt và xoa thật nóng hai bàn tay của mình lại. Con hãy xoa nóng hai bàn tay. Sau đó úp bàn tay vào đôi mắt của con thật nhẹ nhàng để cảm nhận hơi ấm đang xoa dịu cho đôi mắt và tăng cường dưỡng chất để nuôi dưỡng cho đôi mắt khỏe đẹp và sáng. Lần thứ hai, con vẫn nhắm mắt,
và xoa tay thật nóng. Sau đó, con úp vào đôi mắt của con để cho đôi mắt được sáng khỏe. Tiếp tục nhịp cuối cùng, vẫn nhắm mắt nha con. Hãy xoa nóng hai tay và con úp lòng bàn tay vào đôi mắt. Giữ ở đấy, hít vào một hơi thật sâu. Bụng căng phồng lên và thở ra. Từ từ con xẹp bụng lại và nhẹ nhàng con hạ tay xuống, thả lỏng. Rồi, bây giờ con hãy ngồi xổm hai chân dậy, hai tay chống về phía trước. Đây là tư thế con ếch. Tư thế này sẽ giúp cho cơ thể con rất là nhanh nhẹn để con có thể bật được cao hơn, nhanh hơn, và cơ thể của con sẽ nhanh nhẹn giống như là các chú ếch nhảy, đúng không? Chống hai tay nào, mở rộng chân đầu gối sang hai bên. Hít vào, thở ra. Từ từ hít vào, con duỗi thẳng chân, con nâng cơ thể lên, cúi đầu xuống. Thở ra, nhẹ nhàng, con hạ mông xuống, trở về tư thế ngồi ban đầu. Con tập 5 lần cùng cô. Lần 2, hít vào, con nâng hông lên. Thở ra, từ từ hạ xuống. Lần 3, hít vào, con nâng hông lên. Thở ra, con nhẹ nhàng hạ xuống. Lần 4, hít vào, con nâng hông lên. Thở ra, con hạ xuống. Và lần cuối cùng, hít vào, con nâng hông lên. Con giữ ở đây, hít thở đều 5 giây cùng cô. 5, 4, 3, 2, 1. Sau đó nhẹ nhàng thở ra, con từ từ hạ hông xuống và con ngồi xuống, duỗi thẳng hai chân. Rồi, hai tay con đặt lên cái phần khớp háng của con để chúng ta cùng làm mềm dẻo cho cuộc sống, để chúng ta luôn qua cái đường hầm thật dễ dàng, đúng không nào? Con hãy để tay ngang hông, hít vào, con vuốt đôi chân của con cho dài ra, vươn thật dài tay qua chân, đúng rồi. Sau đó nâng cơ thể thẳng lên, thở ra, con lại từ từ hạ tay xuống vị trí ban đầu, lưng vẫn giữ thẳng. 2, hít vào, con thấy rằng là cơ thể của con đã xẹp xuống rồi, đúng không? Và chúng ta di chuyển trong đường hầm rất là dễ dàng. Chúng ta vươn tay lên, thở ra, từ từ hạ xuống, hít vào, tiếp tục vươn tay lên, sau đó thở ra, con hạ tay xuống khớp háng. Hai lần nữa, hít vào, vuốt chân vươn thật dài, hai tay lên, thở ra, con chậm rãi hạ tay xuống. Nhịp cuối, hít vào, con vươn hai tay lên, vươn thật cao lên. Và thở ra, từ từ, con hạ tay xuống, thở hết, siết bụng lại. Đúng rồi, con đã tập rất tốt. Và giờ đây cô đang thấy rằng cơ thể của con rất là mềm mại, nhẹ nhàng và linh hoạt. Tiếp tục chúng ta sẽ gập chân ra phía sau. Và con còn nhớ con đã biến hình thành con mèo, đúng không? Và chúng ta tiếp tục luyện tư thế con mèo để có được cái cột sống rất là dẻo dai và nhanh nhẹn giống như những chú mèo, đúng không? Con hãy mở đầu gối sang hai bên, hai tay con chống về phía trước. Thế, con chống mũi chân, rồi từ từ hít vào, con võng lưng xuống, ngẩng mặt lên, võng thật sâu lưng xuống. Thở ra, con cong cao lưng lên, cúi đầu xuống, thở hết. Nhịp 2, hít vào, võng lưng xuống, ngẩng mặt lên và thở ra, từ từ con cong cao lưng lên, cúi đầu xuống, thở hết. 3, hít vào, cô đang thấy con
uyển chuyển giống như là những chú mèo thực sự rồi. Và thở ra, từ từ cong lưng lên, cúi đầu xuống. Hai nhịp nữa nào, hít vào. Còn võng lưng xuống, thật cong lưng, nâng cằm mở to mắt. Thở ra, từ từ con cong cao lưng lên, cúi đầu xuống và thở hết. Nhịp cuối cùng, hít vào. Con võng sâu lưng xuống, con ngẩng mặt nâng cằm lên và thở ra. Từ từ con cong cao lưng lên, cúi đầu xuống và con thở hết. Sau đó nhẹ nhàng con hít vào, đưa cơ thể về vị trí ban đầu, lùi mông ra sau, trở về tư thế gì đây? Tư thế kim cương đúng không? Và cổ đàng thấy con đang tỏa sáng rực rỡ và long lanh giống như viên kim cương rồi. Tiếp tục, con còn nhớ tư thế gì nữa? Tư thế rắn trườn. Và để đi qua đường hầm này, chúng ta sẽ cùng luyện tư thế rắn trườn. Và chúng ta trườn thật là nhẹ nhàng sát mặt đất để chúng ta thoát ra khỏi đường hầm tối này nha. Hai tay của con đặt trên phần đùi của mình. Hít vào thật sâu. Từ từ thở ra, con trượt tay và vươn trượt dài hai tay về phía trước. Sau đó, con hạ phần bụng xuống, thẳng cánh tay, con nâng cằm cổ lên, mở thật to mắt để giúp cho đôi mắt của con thật sáng. Từ từ hít vào, con đẩy lùi hông ra sau. Đẩy lùi hông ra sau, mặt nhau hướng về phía trước, giống như con rắn đang co mình để bò vậy. Sau đó thở ra, con lại hạ phần đùi xuống, chống thẳng cánh tay, đẩy lồng ngực nâng cằm lên, mở to mắt để chúng ta nhìn đường được dễ hơn nào. Hít vào, nô lùi ra sau. Sau đó thở ra, con hít thở đều giữ ở đây. Hít vào một hơi thật sâu và thở ra từ từ. Hít, bụng con phồng lên và thở ra, con xẹp bụng lại. Sau đó con lùi mông ra sau. Lùi mông ra sau, hạ trán xuống để con thư giãn ở tư thế kim cương. Khoanh hai tay lại, trán chạm xuống tay của con. Hãy hít vào một hơi thật sâu, thở ra thật chậm, lắng nghe sự hướng dẫn của cô Nguyễn Hiếu. Con hãy nằm yên đó và để cho cơ thể con được thả lỏng trên hai đùi của con. Toàn bộ cơ thể của con đang thật mềm dẻo. Đôi mắt của con đang được thư giãn. Hãy hít vào một hơi thật sâu để cảm nhận cơ thể con đang tràn đầy năng lượng, tỏa sáng rực rỡ như những viên kim cương. Đôi mắt của con long lanh, sáng rực như ánh sáng của kim cương. Đôi mắt của con đang thật là tươi sáng, khỏe mạnh. Con có thể nhìn xa được mọi thứ, con có thể nhìn gần được mọi thứ. Đôi mắt của con đang trở nên long lanh, sáng đẹp. Tiếp tục, thả lỏng cơ thể, thả lỏng đôi mắt và thả lỏng khuôn mặt của con. Và hãy giữ lấy trạng thái này, cảm giác này, và mang đôi mắt sáng, mang cơ thể tỏa sáng trở về với cuộc sống của con, trở về với lớp học của con và trở về với gia đình của con. Hãy nói với mẹ của con rằng, hãy nói với bố của con rằng, đôi mắt của con sáng lắm, đẹp lắm. Đôi mắt của con có thể nhìn được mọi vật, nhìn được cả trong bóng tối. Hãy hít vào một hơi thật sâu và thở ra từ từ. Từ từ hít vào, con cong lưng và cuộn từng đốt, từng đốt, từng đốt sống lên. Đầu lên sau cùng, nâng thẳng cơ thể lên. Như vậy là cô và con đã cùng vượt qua được đường hầm tối tăm này rồi.
Và để xem ngày mai chúng ta sẽ thoát ra đường hầm rồi thì chúng ta sẽ nhìn thấy những gì ở trên con đường bên kia. Cô Nguyễn Hiếu chào con và hẹn gặp lại con trong bài tập ngày mai cùng cô khám phá tiếp khu rừng thần bí của yoga, khu rừng đầy sức mạnh của yoga con nhé. Xin chào và hẹn gặp lại con.